hẳn những cái game đó, game 3D, thì chúng ta thấy rằng 65% công việc cho những cái game đó là đều là những cái công việc của đồ họa 3D, mà những cái công cụ, một trong những công cụ chủ yếu mà người ta sử dụng đó chính là 3D Max. Nhưng mà quý vị các bạn thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng 3D Max mà chúng ta diễn hoạt, chúng ta dùng Character Studio, hoặc là chúng ta dùng những cái công cụ mà không dùng Character Studio để tạo hoạt cảnh đó, thì quý vị các bạn đã thấy là nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Thì trong phần sau tôi sẽ giới thiệu quý vị các bạn cái bộ phần mềm liên kết với lại 3ds Max và Maya, đó chính là Motion Builder, để giúp cho chúng ta thực hiện cái quá trình diễn hoạt ở trong game, cũng như là quý vị các bạn thấy là người ta có thể dùng cái chuyện là người ta bắt các chuyển động gọi là motion capture để người ta diễn hoạt một cái nhân vật từ một cái nhân vật thật, là trên cái bộ của trên cái người của cái nhân vật đó, trên cái bộ trang phục, thì người ta sẽ ở một số điểm nhất định người ta sẽ gắn các cái cảm biến, các cái sensor, và người ta thực hiện cái quá trình bắt lấy những cái chuyển động đó làm cho cái nhân vật của chúng ta trong game nó trở nên thực tế hơn. Và quý vị các bạn thấy rằng 3ds Max cũng hỗ trợ cho cái phần là chúng ta chuyển đổi những cái dữ liệu lấy từ cái phần gọi là bắt chuyển động đó, motion capture, để đưa vào trong mềm chúng ta và diễn hoạt. Đây thì quý vị các bạn thấy chắc đây là cái hình ảnh cũng khá quen thuộc và vui nhộn trong các cái loạt phim hoạt hình nổi tiếng ở thành phố chúng ta trong thời gian gần đây, mà chúng ta thấy rằng những cái nhân vật như thế thì được tạo cũng như là chúng ta thấy rằng nó diễn hoạt bằng cái phần mềm 3ds Max. Chúng ta thấy ở trong cái phần game đó thì chắc quý vị các bạn thấy cái nhân vật ở trên cái hình mà chúng ta đang minh họa ở đây, một cái nhân vật như vậy, chúng ta thấy rằng đó, một bên đó là chúng ta thấy được nó được tô bóng và được có cái phần vật liệu, nhưng mà một cái bên kia thì chúng ta thấy là ở cái dạng lưới, là cái mô hình lưới mà chúng ta thường, tức là mesh đó, mà chúng ta thường dựng cái nhân vật đó trong cái phần mềm 3ds Max. Tất nhiên là quý vị bạn biết rằng nếu mà chúng ta làm như vậy á, thì chúng ta sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để dựng hình, và yêu cầu cái trình độ của cái người mà dựng hình á, modeler đó là khá cao. Nhưng mà với nếu mà chúng ta thật sự đầu tư và quan tâm cho nó, mà chúng ta đạt đến cái đẳng cấp mà chúng ta có thể tạo cho những nhân vật character đó, cũng như là quý vị các bạn làm cho ví dụ một số cái game về xe chẳng hạn, thì quý vị các bạn thấy rằng cái sự đền bù về những cái lương bổng vân vân, cũng như cơ hội nghề nghiệp của chúng ta như tôi nói phần đầu là rất là lớn. Quý vị các bạn thấy ở trên ở đây trên cái màn hình của chúng ta đó chính là cái hình ảnh cũng từ một cái game, một cái những cái mô hình này đều được dựng ở trong cái phần mềm 3ds Max hết. Đó. Như vậy thì nếu quý vị các bạn có cái tính sáng tạo cao thì rõ ràng cái chuyện mà chúng ta dựng hình như thế này đó, đó quý vị các bạn thấy là chúng ta phải bỏ ra rất nhiều công, nhưng mà những công cụ phục vụ cho cái chuyện mà chúng ta dựng hình đó đều cái là chúng ta đều có thể thực hiện với cái máy tính mà chúng ta hiện có ở nhà và cái phần mềm 3ds Max. Đó. Thế thì trên màn hình đó thì quý vị các bạn cũng thấy rằng cái mô hình của cái những cái nhân vật rất là đẹp. Quý vị các bạn thấy hầu như mà khi mà người ta làm lập trình game đó, có thể người ta sử dụng những cái game engine. Quý vị các bạn thấy ở thành phố chúng ta cũng có một số cái công ty chuyên về làm game hay là gia công game cho các cái đơn vị, các cái công ty từ nước ngoài vào. Thì quý vị các bạn thấy rằng cái phần lập trình đó thì như tôi nói ngay từ đầu, tức là chúng ta có thể sử dụng khoảng chừng cái công mà chúng ta bỏ ra cho đó, chúng ta tốn khoảng chừng cho cái phần lập trình khoảng 35%. Chúng ta cũng có thể tốn cho những cái phần còn lại, khoảng trong đó cái phần đồ họa 3D là chủ yếu, tức là tới 65% của công việc. Chúng ta tạo ra những nhân vật rất là đặc trưng, những cái hình ảnh cũng như những cái vật liệu, những bộ giáp trụ rất là đẹp, nó làm cho cái game của chúng ta. Nhưng mà quý vị các bạn sẽ thấy rằng trong cái quá trình mà tôi đề cập đến 3ds Max 9 chấm, thì tôi sẽ cố gắng giải thích quý vị cái một cách đơn giản những khái niệm. Người ta nói về cái tại sao mà những cái mô hình game 3D mà chúng ta chơi đó, chúng ta thấy với cái cấu hình máy tính chúng ta chuyển cái hoạt cảnh rất là nhanh và hình ảnh cũng đẹp nữa. Nhưng trong khi mà chúng ta quý vị các bạn thấy những cái mô hình dù là đơn giản ở trong cái phần mềm 3ds Vit 2008 và ngay trong Max 9 chấm cho một cái cảnh, thì quý vị các bạn thấy là chúng ta phải tốn thời gian để kết xuất nó, để diễn họa nó, tức là render nó, chúng ta tốn khá nhiều thời gian. Như vậy thì nó phải có nhất định những cái kỹ thuật liên quan.
Đó là lý do tại sao mà khi người ta nói đề cập đến lập trình game thì quý vị các bạn thấy là nó yêu cầu cái trình độ về khả năng về lập trình cũng phải ở cái mức độ từ khá trở lên, quý vị các bạn thấy như vậy. Bây giờ chúng ta thấy ở đây, đó là chính là một cái nhân vật mà chúng ta có thể thấy rất là nhiều ở trong game của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu quý vị các bạn cái phần cấu hình của cái chuyện cài đặt cái để cho cái máy tính của chúng ta có thể sử dụng được cái phần mềm này. Quý vị các bạn thấy chúng ta có khái niệm căn bản, cũng có một số bạn nói rằng có thể là tôi không cần phải sử dụng những phần mềm khác mà tôi có thể đi trực tiếp vào cái phần mềm Paradise Max. Vậy thì cái chuyện đó có được hay không? Thì quý vị các bạn thấy thật sự đó, mà để sử dụng Paradise Max, nếu quý vị các bạn có cái khả năng về tiếng Anh và chúng ta nắm được một số khái niệm căn bản về đồ họa 3D thì quý vị các bạn hoàn toàn có thể khai thác và tìm hiểu, cũng như là chúng ta có thể đọc được rất là nhiều tài liệu cũng như là những cái đĩa mà hướng dẫn sử dụng cho cái phần mềm Paradise Max này trên thị trường. Và tôi không kỳ vọng rằng chúng ta trong toàn bộ chương trình chúng ta sẽ giới thiệu hết toàn bộ cái tính năng cũng như là các cái công cụ của cái phần mềm Paradise Max. Bởi vì các bạn thấy là những cái phần bổ sung plug-in của cái phần mềm Paradise Max rất là nhiều. Và những nhân vật mà chúng ta xây dựng từ nó cũng như là những cái công cụ mà chúng ta phối hợp để tạo ra cái kết quả sau cùng là vô cùng đa dạng. Thế bây giờ chúng ta thấy rằng cái phần mềm Paradise Max mà phiên bản 9 chấm đó, quý vị các bạn muốn sử dụng được nó thì chúng ta có thể là ở cái cấu hình máy tính bình thường của chúng ta, về mặt nguyên tắc thì chúng ta có thể sử dụng máy tính Pentium 4 trở lên. Chúng ta có thể là với cấu hình là RAM khoảng chừng là 256, nhưng mà bình thường chúng ta có thể sử dụng là chúng ta thấy cũng khá phổ biến ở thời điểm này, đó là RAM là 512 MB. Hoặc là quý vị các bạn thấy là những cái cấu hình máy hiện thời, ví dụ như chúng ta thấy là những bộ CPU của Intel, là thí dụ như là Core Studio 2 nhân, hay là chúng ta thấy trong cái thời gian gần đây thì những cái bộ vi xử lý đó là 4 nhân chẳng hạn, hay là quý vị các bạn cũng đã thấy trên thị trường là những cái máy mà nó sử dụng hai CPU 4 nhân. Và chúng ta thấy rằng tất nhiên là trong những cái hãng, những cái công ty mà làm về đồ họa hay làm game thì người ta sử dụng những cái công cụ, những cái bộ máy tính rất là chuyên dùng. Ví dụ quý vị các bạn chắc là đúng xem những cái bộ phim của hãng Pixar chẳng hạn, thì chúng ta thấy dùng là Render Man chẳng hạn, những cái bộ như vậy thì nó sẽ phục vụ cho cái quá trình để chúng ta tạo cái nhân vật rất là cụ thể, chúng ta thấy như thế. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị các bạn chúng ta đi qua cái phần cài đặt thì chúng ta sẽ bắt tay vào cái chuyện là sau đó chúng ta sẽ sử dụng và tìm hiểu xem những cái gì giống và những cái gì khác nhau giữa cái phần mềm Paradise Vista 2008 và Mac phiên bản 9 chấm. Bây giờ đó, bây giờ các bạn sẽ thấy nè. Khi mà chúng ta đưa cái đĩa cài đặt của cái phiên bản Paradise Max 9 vào trong cái máy tính của chúng ta, ở cái ổ đọc đó, đầu đọc đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể cài ở đây. Quý vị các bạn thấy là trong cái phần nếu mà chúng ta thấy cái trang đầu tiên là intro, tôi nói tới đây thì quý vị các bạn thấy cũng rất là bình thường thôi, tức là cài đặt thì chúng ta có thể cài đặt cái phiên bản gọi là dành cho máy đơn, gọi là stand alone, hoặc là chúng ta cài cho cái phiên bản mà sử dụng trên gọi là nhiều cái máy khác nhau, gọi là multi-chip, hoặc là chúng ta có thể dần dùng cái phần gọi là network development, deployment, tức là quý vị các bạn có thể là cài cái phiên bản sử dụng trên trên mạng. Tất nhiên là quý vị các bạn thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng như vậy á, phần mềm Paradise Max sẽ hỗ trợ cho chúng ta không phải là chỉ làm việc trên máy đơn đâu, mà một cái hoạt cảnh chúng ta có thể diễn hoạt nó, chúng ta anime đó, chúng ta kết xuất nó trên nhiều cái máy đồng thời với nhau. Và sau đó quý vị các bạn có thể, ví dụ như trong cái phần hoạt cảnh thì quý vị các bạn có thể dùng cái phần là cái bộ hòa trộn về mặt cái chuyển động đó gọi là motion mixer, hoặc là quý vị các bạn có thể là dùng cái video box để chúng ta phối hợp những cái hiệu ứng, những cái đoạn clip mà chúng ta đã làm trước đó thành một cái kết quả, thành ra một cái sản phẩm sau cùng. Thế bây giờ ở chỗ này á, thì chúng ta chỉ cần dùng là stand alone, chúng ta click chuột ở đó. Thì quý vị các bạn thấy là trên cái phiên bản này chúng ta thấy rằng ở
3DS Max 9 chấm có thể là phiên bản 64 bit hoặc là 32 bit. Ở chỗ này thì chúng ta sử dụng cái hệ phần mềm, cái hệ điều hành là Windows XP. Ở đây chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ cài cái 3DS Max 32 bit, chúng ta click chuột đó. Nếu như các bạn muốn xem về cái những tài liệu liên quan đến cái phần cấu hình của hệ thống, về chuyện về SDK phần mà chúng ta phát triển cái phần mềm của chúng ta đó, cũng như là những cái công cụ bổ trợ khác, thì quý vị các bạn thấy là ở đây chúng ta có thể cài cài đặt thêm. Nhưng chỗ này thì chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta click vào cái chỗ cái install cái phiên bản 32 bit của 3DS Max, phiên bản 9 chấm, chúng ta click chuột đó. Quý vị các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt cái phần mềm đó. Thế thì trên màn hình của chúng ta xuất hiện đầu tiên là chúng ta thấy rằng cái phần mềm sẽ cài cái bộ DirectX 9 chấm, cái phần core của nó 9 9 chấm C. Quý vị các bạn thấy là thế, như vậy thì chúng ta cần cũng giống như cái phần mềm 3DS Fit 2008 vậy, thì quý vị các bạn thấy rằng có thể rằng cái phần mềm của chúng ta sẽ giao tiếp với phần cứng thông qua các cái chuẩn, ví dụ như là chúng ta sử dụng là 3DS Direct 3D, chúng ta giờ sử dụng OpenGL, vân vân. Thì quý vị các bạn thấy là chúng ta có thể sử dụng các cái driver mà đi kèm phục vụ cho đúng cái tăng tốc cái quá trình diễn hoạt của chúng ta. Quý vị các bạn thấy rằng sau khi mà chúng ta cài đặt cái phần mềm của chúng ta thì quý vị cũng thấy cái giao diện của nó bây giờ chúng ta thấy nó không khác lắm so với lại cái phiên bản 3DS Vista 2008. Đó là lý do tại sao mà tôi trình bày quý vị các bạn trong những cái phần cơ bản là tôi trình bày trong cái loạt bài 3DS Vista 2008. Bởi vì trong cái phần Max nó sẽ thêm bổ sung thêm nhiều cái công cụ khác phục vụ cho cái phần mà chúng ta làm hoạt cảnh vân vân, hay là chúng ta làm các cái chuyển động. Thì quý vị các bạn nhìn trên màn hình của chúng ta đó, thì cái phần này chúng ta cũng rất là quen thuộc rồi, tức là chúng ta cũng thấy một cái hộp thoại welcome screen ở chỗ này, là những giới thiệu. Quý vị các bạn muốn tìm hiểu thì chúng ta có thể lít chuột vào những cái mục ở chỗ này. Thì cái phần mềm sẽ giới thiệu chúng ta các cái tính năng cơ bản của cái phần mềm 3DS Max phiên bản 9.